Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Chuyện. Thưa quý vị khán giả, chỉ còn hơn 20 ngày nữa thôi là các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Một kỳ thi có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của các em học sinh. Và để tìm hiểu về tâm lý cũng như là sự chuẩn bị của các em đối với kỳ thi quan trọng này thì ngày hôm nay chương trình Mỗi Tuần Một Chuyện đã mời đến một em học sinh lớp 12, đó là em Hiếu, học sinh trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Cao Bằng, để cùng em chia sẻ những cái câu chuyện trong cái quãng thời gian rất là ý nghĩa này. Xin chào Hiếu. Xin chào chị Hạnh Nguyên, xin chào khán giả của chương trình Mỗi Tuần Một Chuyện. Tâm trạng của Hiếu lúc này như thế nào khi mà mình đang rất là sát cái kỳ thi tốt nghiệp rồi? Thực ra thì tâm trạng của em thì cũng khá là lo lắng và hồi hộp, có phần hồi hộp bởi vì là đây là một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời của mình. Kỳ thi quyết định tương lai. Vậy thì Hiếu lo lắng nhất là về điều gì? Về cái kiến thức mình chuẩn bị hay là về cái tâm lý, là làm sao để mình có thể có một cái tâm lý vững nhất? Kiến thức với chị Hạnh Nguyên là em lo lắng về cả hai. Bởi vì là thứ nhất là về lượng kiến thức. Thực sự thì lượng kiến thức khá là lớn. Em phải ôn luyện 6 môn, bao gồm cả những môn tổ hợp và môn thi bắt buộc. Bên cạnh những cái kiến thức đấy thì vấn đề tâm lý cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Thế thì bình thường thì Hiếu có phải là một người mà vững tâm lý, nghĩa là mình gặp một cái vấn đề gì nào nó bất ngờ đến thì mình luôn bình tâm để xử lý không? Thực ra thì em cũng là một người khá là vững về tâm lý. Thực ra là như vậy, bởi vì là tâm lý là một vấn đề rất là quan trọng mà em cũng khá là rèn luyện và trải qua những cái gọi là tình huống để từ đó vững tâm lý hơn. Ví dụ như là tham gia nhiều kỳ thi, ví dụ như kỳ thi học sinh giỏi này, kỳ thi tham gia phong trào, hoặc là tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường, trên trường lớp. Chị nghĩ đây là một cái kỹ năng rất là cần thiết, bởi vì cái sự chủ động, sự tự tin là cái việc mà những kiến thức, kỹ năng mềm mà các bạn học sinh thời buổi bây giờ cần phải có. Bởi vì là sau này thì các em khi mà vào đại học thì họ đánh giá rất là cao những cái sự tự tin, những cái sự chủ động. Và chị nghĩ là những cái kỹ năng này sẽ giúp cho em nhiều trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đấy. Bởi vì là khi mà mình có tính chủ động thì mình sẽ không ngại là mình có nhiều điều mình thắc mắc lắm. Chẳng hạn như riêng cái việc làm hồ sơ thủ tục thôi, chị thấy cũng rất là nhiều giấy tờ. Nhưng nếu mà bạn học sinh chủ động thì bạn có thể hoàn thành tốt những cái việc đó. Mình thắc mắc cái gì mình hỏi cô, mình có thể chủ động làm chủ tất cả mọi thứ. Hiếu nghĩ thế nào về việc này? Em nghĩ là việc mình chủ động, mình làm trong thế chủ động thì là một vấn đề rất quan trọng đối với các bạn trẻ bây giờ, nhất là các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi sắp tới. Bởi vì là nếu mà mình chủ động thì mọi việc sẽ thuận lợi đến với mình, gọi là một cách tự nhiên nhất. Đến với mình một cách dễ dàng hơn, dễ dàng đối mặt với mọi chuyện hơn. Cái chủ động này nó cũng rất là quan trọng trong khi mà em làm bài thi nhé. Vì là một người chủ động ấy thì người ta sẽ nắm được kỹ là mình sẽ phải làm gì trong cái bài thi đó. Chẳng hạn như là anh sẽ chủ động về thời gian là một cái rất là quan trọng. Đề thi của chúng ta trong một môn thì khoảng là 180 phút. Nếu như mà không chủ động nắm được cái thời gian đấy, mang một chiếc đồng hồ và căn thời gian là chia ra là phần này sẽ làm trong bao nhiêu phút, phần này sẽ làm trong bao nhiêu phút. Có dễ mình làm trước, có khó mình làm sau. Mình phải bình tĩnh thì mình mới xử lý tất cả những cái đó. Nếu không, như một bạn mà không có sự bình tĩnh sẽ hốt hoảng khi mà đọc đề thi, chẳng hạn như là ôn lệch tủ chẳng hạn, hay là chưa nhìn thấy cái dạng đề này bao giờ chẳng hạn, rất là mất bình tĩnh. Hoặc là hoảng hốt khi nhìn thấy là đồng hồ điểm sắp sửa còn khoảng 10 phút nữa thôi là hết giờ nộp bài rồi và rất là hoảng hốt. Nhưng mà nếu mà một người mà bình tĩnh thì bạn sẽ xử lý được trong tất cả những vấn đề đó. Thế nên là chị luôn đánh giá cao sự bình tĩnh và sự tự tin của các bạn học sinh. Thế thì còn về việc là mình sẽ giải tỏa như thế nào tâm lý căng thẳng khi mà đối mặt với kỳ thi này, thì em đã áp dụng những cái biện pháp gì, phương pháp gì để em có thể không quá căng thẳng, bởi vì căng thẳng nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe. Trong quá trình ôn thi thì chắc chắn là chúng ta không thể làm tránh khỏi những căng thẳng trong quá trình ôn tập, căng thẳng ở trên lớp, trực học trực tiếp, căng thẳng ở sau giờ học, trong giờ tự học. Thì em cũng không nằm ngoài những cái trường hợp đấy, em cũng khá là căng thẳng. Ngoài căng thẳng ra thì mình còn có những lúc gọi là buồn ngủ nữa, bởi vì ôn thi rất là mệt mỏi.
áp lực, em cảm thấy là như thế. Thì trong những cái thời gian như thế thì em thường là sử dụng những thực phẩm như là cà phê, trà đặc để dễ dàng tỉnh ngủ hơn. Để giải tỏa căng thẳng thì em sẽ chơi thể thao sau những cái giờ học. Nhưng mà sẽ cân chỉnh thời gian cho sao nó hợp lý, khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng 30 phút thôi. Ngoài ra thì mình còn chia sẻ với các bạn nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Như Hiếu chia sẻ là ở trường nội trú thì bố mẹ như là những người cha, người mẹ của mình. Chắc chắn là vai trò của giáo viên là rất là quan trọng. Vậy thì cô giáo nào là cô giáo em ấn tượng nhất, để lại nhiều trong em nhiều tình cảm nhất và quý cô nhất? Có lẽ đấy chính là cô giáo dạy văn của em, cô Thu Hiền. Cô đã dạy chúng em từ năm lớp 11, mặc dù là bắt đầu dạy từ năm lớp 1, nhưng mà cô rất là quan tâm, động viên. Cô chính là một nguồn cảm hứng, người truyền cảm hứng cho em để em yêu thích cái bộ môn này. Và em cũng định hướng cho mình là sẽ theo bộ môn này đến tận sau này, thì em sẽ thi trường sư phạm Hà Nội với khoa ngữ văn. Thì thực ra cô Hiền là một người rất là nghiêm khắc, phải nói là rất là nghiêm khắc, và nhưng sự nghiêm khắc của cô sẽ giúp chúng em trưởng thành hơn rất là nhiều, trưởng thành nhanh hơn rất là nhiều. Chị còn nhớ một cái kỷ niệm với cô Hiền là hôm đấy thì chị cũng có đến quay một cái chương trình về 20 tháng 11 với cô Hiền, thì chị cảm nhận được cô Hiền là một cái tình cảm chân thành dành cho học sinh. Khi mà cô kể câu chuyện là mang quần áo đến ủng hộ cho các bạn học sinh thì cô đã khóc. Cô rất là thương các em, thương các bạn học sinh, mà đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn mà ở tận trên những cái vùng núi cao xa xôi ấy, thì các bạn không có điều kiện về ngay cả về những quần áo cơ bản thôi thì các bạn cũng không có. Thì cô rất là thương các bạn ấy, và cô cũng chia sẻ rằng là luôn luôn quan tâm đến thăm ký túc xá của các em để xem là đời sống sinh hoạt của các em như thế nào. Xung quanh em thì cũng rất là nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn và được nhận được sự giúp đỡ của cô rất là nhiều. Phải nói là cô là một người gọi là tuyệt vời trong mắt em, trong mắt học sinh. Thế thì còn thời gian này thì cô đã là một nguồn động viên tinh thần như thế nào đối với em? Trong cái khoảng thời gian này thì cô cũng rất là động viên. Thực sự ngoài những giờ giảng trên lớp, ngoài những kiến thức trên lớp thì ở bên ngoài thì cô luôn luôn gọi là quan tâm, gọi là chia sẻ, động viên và cho những lời khuyên rất là hữu ích. Ví dụ như cụ thể như là khi mà thấy các bạn căng thẳng quá, áp lực quá thì cô mở cho nghe một bài nhạc, nói chuyện, chia sẻ, tán gẫu của bọn em. Đó. Chị nghĩ là những cái cách đơn giản này thôi nhưng mà cũng giúp các em rất là nhiều. Bởi vì là chỉ cần một cái sự động viên nhỏ thôi cũng làm cho tinh thần của bạn thoải mái hơn, đúng không? Đúng. Em là ở Quảng Uyên, không phải là như các bạn là có thể một tuần về một lần, mỗi lần về là mình phải xin phép nhà trường. Thế thì mỗi lần về thì bố mẹ chia sẻ điều gì với mình? Ngay trong dịp 30 tháng 4 vừa rồi thì em về nhà thì bố mẹ em cũng khá là bất ngờ, và bởi vì lâu rồi không về, thấy con mình gầy đi khá là nhiều. Bố mẹ cũng rất là sốt sắng vì đặc thù là trường nội trú mà chị. Em ít khi được về nhà. So với các bạn ở trường ngoài thì các bạn được bố mẹ chăm sóc này, o bế này, từng lo từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng mà em thì học ở nội trú, bố mẹ thì chỉ biết động viên từ xa, thấy cô là cha là mẹ. Đó. Nhưng mà em lại động viên lại bố mẹ là bố mẹ đừng lo, vì con cũng đã lớn rồi, cũng đã khá là tự lập rồi, bởi vì là từ lớp 10 em đi nội trú rồi, tự biết chăm sóc bản thân của mình, biết thế nào là tốt nhất. Thế nên là thế thì thường thường thì bố mẹ khuyên là Hiếu ơi học ít thôi gầy quá, hay là bố mẹ sẽ khuyên là Hiếu ơi tập trung học lên để sắp sửa thi rồi đấy, thì bố mẹ em sẽ là người nghiêng theo trường phái như thế nào? Bố mẹ em lại nghiêng theo trường phái là Hiếu ơi học ít thôi. Bởi vì bố mẹ em khá là lo cho em, lo sức khỏe của em, bởi vì em không có sức khỏe tốt như các bạn khác. Thế là bố mẹ em cũng tin tưởng em ấy chứ, bởi vì là biết là em tự lập, cái việc học thì không phải nhắc nhiều. Thì chúng ta đã nói là những cái thiệt thòi của các bạn học nội trú xa gia đình, không được chăm sóc chu đáo bởi gia đình, thì nó cũng có một cái lợi thế. Thì theo em cái lợi thế đấy là gì?
Theo em thì cái lợi thế đấy là sự tự tin, sự tự lập. À, bởi vì em và các bạn đã theo học nội trú từ năm lớp 10, đã được nhà trường rèn vào khuôn khổ. Thì so với các bạn ngoài thì hơi bị thiệt thòi, tuy nhiên là đến khi mà ra trường rồi, xuống Hà Nội học tập rồi, hay là các xuống các tỉnh thành khác để học tập các trường cao đẳng đại học, thì những cái đấy gọi là sự thuận lợi hơn khi mà em đã có sự trưởng thành nhất định, sự tự lập nhất định, có những kiến thức, những kỹ năng gọi là đủ để bước vào đời. Vậy thì trong cái thời gian này thì em nghĩ là cái điều gì là quan trọng nhất giúp cho bạn sĩ tử sẽ có thể có được một cái kỳ thi trọn vẹn nhất mà mình đặt rất là nhiều kỳ vọng? Trong cái thời gian này em nghĩ sự quan trọng nhất là phải sự tập trung cao độ, sự bình tĩnh, bởi vì đây là giai đoạn nước rút, chỉ còn hơn 20 ngày nữa thôi là chúng em đã bắt đầu bước vào cái cuộc thi quan trọng nhất của đời mình. Các bạn phải tập trung cao độ, phải tập trung ôn luyện thật tốt, chuẩn bị đầy đủ hành trang, kiến thức và cả tâm lý nữa để bước vào một cuộc thi với tâm thế sẵn sàng, chinh phục, chiến đấu hết mình, đạt được kết quả cao nhất. Thế thì với cá nhân em, bản thân em thì em mong muốn gì về kỳ thi này? Như cái dự định trước đấy của mình cũng như sự định hướng của bố mẹ, thầy cô thì em cũng có nguyện vọng đăng ký và thi vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Và thông qua cuộc thi này thì đấy là một cuộc thi mà gọi là thực hiện hóa ước mơ của em, nên là em phải cố gắng hết mình đạt được kết quả cao nhất để bước chân vào ngôi trường mà mình đã ước mơ từ rất là lâu. Cảm ơn Hiếu vì đã có những cái chia sẻ trong chương trình này, và chị tin rằng là các bạn khi mà xem chương trình này thì cũng có thêm một cái phần động lực, một cái phần động viên nho nhỏ để biết rằng có nghĩa là không phải là riêng mỗi mình lo mà rất là nhiều người lo như mình, thì các bạn cũng sẽ bình tĩnh hơn, tự tin hơn và hãy tin là mình có thể làm được. Và cái sự mình cung cấp ngoài cái việc là mình trao dồi những kiến thức này, mình trao dồi những kỹ năng, thì mình cũng nên đôi khi là mình nên thả lỏng một chút, mình nên tìm những cái hình thức để mình thư giãn một chút, để giải tỏa tâm lý. Thì khi mà bạn có một cái tâm lý vững chắc nhất thì chắc chắn là những cái kiến thức nó sẽ ùa về chứ nó sẽ không bị đi đâu cả. Nhiều khi thì các bạn ôn luyện đến tận mà sát ngày thi, ví dụ như là ngày 28 tháng 6 mình thi đúng không, các bạn thậm chí là ôn đến tận ngày đêm 27, nhưng mà chị nghĩ là cái điều đó thì là nó cũng không thực sự cần thiết. Mình có thể dành thời gian để mình nghỉ khoảng một tuần trước kỳ thi để mình có một cái tâm lý nó thoải mái nhất, thì là làm bài thi thì mình trơn tru hơn. Và chị nghĩ là đây là một cái kỳ thi sẽ giúp các em có thể thực hiện được ước mơ của mình, cũng giống như Hiếu chia sẻ là có thể trở thành một thầy giáo dạy văn. Thì chị cũng chúc cho Hiếu và các bạn sẽ có thể hoàn thành tốt được bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng như là đạt được ước mơ mà mình đã ấp ủ suốt 12 năm vừa qua. Cảm ơn em.